Em có một khoảng là 10 giờ, chú thấy cảnh tôi là chú ngồi khóc rồi nè. Đâu, tao bà cháu ngồi núp nó nhà đó vậy chứ gắt đó tao ngủ rồi. Nó có dám kêu cửa. Tao bà cháu nắm tay nhau ngồi núp vậy, cái lấy cái mệnh đắp vào giò cho cháu vậy cháu. Nó bị lầm đó. Rồi thấy dòm lại thấy cháu bắt đầu ngồi. Tự nhiên ngồi khóc vậy chứ không có gì nữa vậy trơn rồi. Bữa nay muốn khóc nữa rồi. Ê, cái gì sao? Cái lò phòng khá là đẹp ha, cũng hoàn thành xong hết anh Hải ha. Dạ. Cũng coi như là gần một ngày luôn chứ hả? Gần ngày á. Dạ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà của cô Chính cùng với 5 người cháu. Chắc có lẽ cô bác quý anh chị thấy cũng khá là lạ đúng không? Sau khi đăng một cái đoạn clip hình dáng ngôi nhà mới á, thì có nhiều cô bác quý anh chị cũng nói đây là một trong những ngôi nhà mà phải nói rất là đẹp mà các anh em đã từng xây ở những ngôi nhà trước kia. Mỗi một mẫu mã nó sẽ khác nhau và hình dáng nó cũng khác nhau. Ngôi nhà này chiều dài của tôn là 17m cô bác quý anh chị, ngang là 4m5. Ở đây là một cái cửa sổ nhôm. Cửa sổ nhôm này 1m2, khá là rộng. Và đây là cái cửa chính luôn nè. Bên đây là một cái cửa sổ cũng nhôm luôn. Đó, cũng là bề ngang 1m, hình như là 1m4 của cô bác anh chị, rộng hơn cửa này luôn. Và chắc có lẽ cô bác anh chị sẽ nói là nếu như cửa sổ như thế này thì mưa vô thì sao? Thông tin là đây là cái phần khung nhôm thôi. Còn cái phần cửa lùa thì các anh đang xây nên là nữ là tháo ra để bảo vệ cái phần kiến ha. Thì sau khi xây xong cái phần tường này nè thì anh Hợp sẽ đổ cái đà ngang ở trên nữa. Đúng không anh Hồng? Đổ cái đà ngang ở trên đó. Cái đà dằn. Cái đà dằn ở trên đó. Rồi sau đó tô hết cái phần này. Rồi dán gạch lên. Dán gạch lên hết cái mặt dựng trước này luôn cô bác anh chị. Ngôi nhà này chiều cao tổng cộng cái chiều cao đến cái đỉnh tôn trên kia là tới 4m5 đặng. Cao dữ lắm, là nữ là mà lại nhiều cửa sổ đó, rất là rộng và rất là dài luôn. Các anh đang làm cái phần này mới xây phần này sáng nay thôi. Còn anh Hùng thì xây phần kia cũng đã đổ đà xong rồi. Cái phần này thì vì gáp cửa sổ á nên mình không thể nào đi cái đường này được hết trơn á. Vậy bây giờ các anh em review hết ngôi nhà thì sẽ đi từ đằng sau đi tới quay cho cô bác anh chị biết ha. Cái phần hở sắt thì anh Vũ cũng đã làm xong hết rồi. Cũng ngày hôm nay thì anh Vũ cũng phải quay trở về lại cái Đồng Tháp để còn những cái ngôi nhà anh đang thi công ở trên Đồng Tháp. Thôi bây giờ mình đi ra sao. Cái phần không gian bếp này cô bác anh chị khá là rộng, cũng đi một cái tiếp lô điện luôn. Cái cửa sổ thì đặt ở đằng sau này chứ không phải là đặt ở bên hông. Lý do đằng sau này nó có ánh sáng ngược từ đằng sau á, với lại hướng gió từ đằng sau tới thì nó sẽ đẹp và có duyên hơn. Bên hông này thì sợ mai mốt người ta sẽ cắt cái nhà bên đây á, không lấy đủ ánh sáng với gió luôn. Mà hai cái cửa sổ nằm ở bên hông rồi thì một cái cửa sổ nằm ở đây thì nó có duyên hơn. Vừa có thể quan sát cái chỗ cái nơi sàn nước rửa rau củ đằng sau, vừa lấy gió từ đằng sau gió tới luôn ha. Còn lót anh Hợp còn phải làm nhiều cái khâu nữa, còn phải lót gạch. Còn đây là cái phần cửa khép lại cái ngôi nhà này cô bác anh chị. Đó. Đó. Này là một cái chốt khóa ha. Cái cửa này thì mình cũng không có cần mua ổ khóa để làm gì, tại vì mình ở trong nhà thì mình chỉ cần khép lại vậy thì cũng được. Khá là đẹp ha. Và thông tin với cô bác anh chị gọi trên đây nè, cái nhà vệ sinh này á xây xong thì anh Vũ làm luôn cái phần tôn dựng trên kia đấy cô bác anh chị không? Sợ mưa, khi mà mưa tạt á thì nó sẽ nhiễu nước vô ngược lại. Tại vì cái phần nhà vệ sinh này hai máy nên thành nữ là anh dừng ở trên đó lại, mưa nó tạt nó chảy xuống đó luôn. Đó, thành nữ là cũng khá là thoáng luôn, khá là mát ha. Thì con gái là có bụi tre thì mình thấy nó hơi sầm khuất tí xíu. Đây là phần nhìn sơ sơ là đây tưởng đâu là mình dán gạch đúng không? Dán gạch mebel hay đại gạch gì đó. Nhưng mà đây là alu bây giờ alu giả đá. Alu này anh Vũ nói là mắc hơn alu kia. Mắc hơn alu kia nhiều. Đó. Rồi đây là lao phong anh Hải cũng đang đóng nè. Lao phong này lao phong kêu là lao phong gì anh Hải? Dạ Buga, lao phong này nặng lắm. Ở đây là nó có xi măng đằng sau nè, vừa chịu nhiệt được. Rồi để ngoài mưa bình thường luôn và chống cháy luôn. Chống cháy, chống nước luôn. Và bao đẹp luôn. Ở đằng sau là chống nước, chống cháy ha, chịu mưa được luôn. Và đằng trước này là bao đẹp à. Trời ơi, ngôi nhà này giống như bật đèn luôn á. Ai đây. Ồ, sáng dữ vậy. Đúng rồi, đi ra bật đèn không. Đây, cây quạt thì các anh hàng một cái cây máng vô đây luôn. Cái tiếp lô để cũng thấp đây thôi. Quạt thì cũng có thể để ở đây thì nhìn nó cân đối ha.
mình khi nó đủ, khi mà quạt á thì đủ độ mát nguyên cả một cái phòng. À, anh hợp đi điện thì cũng mỗi phòng gì anh có cái quạt hết à. À, đây là cái cửa sổ. À, rồi cái khá là nhẹ ha, cửa nhôm mát ha, sáng ha, giống như một cái đèn. Qua bên kia cái kia nhìn trên kia kìa, đó thấy chưa, cô bác anh chị thấy chưa, là phòng ha, là phòng này là bùi hồ, chỗ không có chữ chữ bùi hồ. Đó là phòng màu nền trắng được có bông hoa màu xanh kết hợp với lại màu nền trắng màu xanh của gạch nữa. Ngôi nhà này lên nhìn sáng lắm, với lại cái phần alu giả đá nhìn nó dễ thương ghê. Đây nè, cái cửa nhôm này cũng màu trắng luôn đó, dễ thương ha. Còn cái chìa khóa, cái chìa khóa chắc chủ nhà cắt hay cố cắt hay gì à, cô chính giữ, giữ à. À, đẹp quá. Đây, đây là một cái quạt nữa, thấy không? Anh hợp chừng nữa xây luôn cái phần này nè cô bác anh chị, anh hợp chừng nữa xây lên tới đây rồi dán gạch luôn, ở nguyên cái ngôi nhà luôn, nhìn đẹp ha, dễ thương ha, quá sáng, đúng không? Bằng phần tường bên đây nè, chừng nữa anh tô nè, anh tô rồi anh bê rồi lên ở cái khu vực này luôn. Đây là cái lam gió, lam gió lấy từ ánh sáng luôn ha, cái lam nhìn rất đẹp ha. Nay trộn tô ha. À, bây giờ anh lớn là phải đi từ đằng kia thẳng ra đằng sau mới bọc tới đằng trước và vô đây, nó trộn ở trong này luôn, nói chung là cũng cực. À, ở đây có cây đà ở đây nè, hôm qua mấy anh đổ cây đà trên này, các bác anh chị thấy không, cây đà gác ngang cái cửa này. À, đây cây đà này nè. Ủa tô ở đây xong luôn anh hả? Chiều dán luôn hả? À kìa, cái mặt trước nhìn đẹp kia ha, có một cái đà ở trên đụng tới cái phần la phong luôn á, thấy đẹp không? Đẹp. Anh đụng đến cái phần la phong đó, anh Hải anh đóng thấy là tới đây nói luôn. Ờ, em nghe một cái cô nói là nói với lại cô Kim á, cô Kim gửi tiền cho anh một đồng á, cô nói là nói với mấy anh thợ là sao đó, là dán gạch luôn rồi hả tô để cho nó bằng gạch hay sao em không hiểu ta, là sao, là cái đó là sao em? Dán rồi tô rồi liền mặt hơn, nó không biết chất thật lạ. À, bởi sao lần chà nó mặt ăn tô. À, này đóng khoảng bao nhiêu nữa anh Hải? Tiếp hồi nữa rồi à, sáng nay cái tay em gặp sự cố rồi. Cái tay em làm rồi giảnh rồi giảnh lên hả? Mới mua thuốc uống luôn hả? Cho nước nè, đúng rồi. Bị ngã hay gì anh Hải? Nước đủ tay xuống, đủ xuống mấy tôn đó. À, ta chơi ngón cũng hai ngón. Hai ngón rồi, sâu không anh Hải? Cũng khá khá. Trời ơi, người ta có chứng kiến gì mà không đun cái cây này qua mà để đứng ở bên đó mà là dối. Ừ, nhìn đẹp ha. Tiên lắm. Chiều nay là tô hết này luôn. Dán nhập vào mấy xong cái tô. Ừ, có chợ đó giờ vàng xe đó ăn dắt đà nặng chạy lên. Chiều nay là xe đà luôn ha, tô đà trên luôn. Nửa phần gạch là dán lên tới đó hay sao anh Hợp mới giữ? Là tới khoảng tới đây, cái đầu mình mét 55 tới đây cao quá, cái này là cao mà trước là dán hết luôn. Ngày khoảng mấy ngày nữa? 3 ngày nữa. 3 ngày nữa hả? Ngày nay 3 ngày nữa ha. Cũng vô trong này nó bắt đầu công việc nó bị chậm đây đúng không? Đường nhỏ. Đi không bạn chuyện nhiều. Dạ, chuyện nhiều đó. Từ xa giờ có. Thấy la bông này đẹp không anh Hải? Sao? La bông đẹp không? Đẹp á. Anh hỏi rồi. Anh hỏi rồi. Cái cửa này là chiều nay mới đổ đà hả? Nhìn ngôi nhà này là mấy cô chú anh chị nói là có duyên nhất luôn á, nó đẹp nhất so với mấy cái ngôi nhà, cũng tùy cái số tiền mạnh thường quân ủng hộ nữa, đúng không? Đúng rồi. Thì làm nhà ai cũng muốn làm cho đẹp, anh một đồng ha. Khoảng 1 tiếng nữa. Anh Hải là bữa nay về luôn, nữ là khi anh đóng la phong xong cũng gửi cái phần tiền còn lại cho ảnh.
cái tay gì có đi chích ngừa không anh hả? Không sao đâu, lỗ cũ nhận đây cậu. Ủa cái ngày này của mấy nhỏ vậy anh Hồng? Cái gì? Đây đó ha. Bữa tao mua hai cái đó. Cái la phong này nó cứng lắm, cắt ra nó lâu lắm, dọc ra nó lâu lắm. La phong này là tại vì ngôi nhà này nên là nữ la phong này vừa chịu được gió luôn, nó nặng á, nó nặng chịu được gió luôn. Bây giờ là đi điện phòng để khi mà anh Hải làm xong á thì anh lên ngôi nhà tưởng tượng dán gạch lên thì đẹp ha. Bay lên cho xin căn hộ. Bụng về cứ nghĩ là có thể ngủ được yên chắc rồi, chứ không có còn lo cái vụ mà nhà dột cột mưa gió lùa nữa, mưa tạt gió lùa nữa, không có nghĩ tới đó nữa là cũng ở một phần nào rồi đó. Vậy chị lo là ăn với thuốc men của là trị bệnh thôi. Bây giờ hôm qua đi thôi, đó là có bác sĩ cho tiền cái thẻ mình đi mua thuốc được rồi đó. Mà như tới 10-30 tây mới đi lấy thẻ. Tại vì hồi đó bác sĩ có hứa nói cấp thuốc hàng tháng có uống. Dạ. Nhưng sao giờ bác sĩ không có cấp thuốc thì bác sĩ cho tiền. Nhiêu cô Trinh? Là 30 triệu. Mà cũng nói, mừng ha. Dạ, cũng nghe vậy cũng mừng. Số tiền lớn ha. Dạ. Thì cái giờ nói bữa 30 tây vô xã, cái bà phó chủ tịch xã đó, bà làm thẻ gì á cho đi rút. Ừ. Dạ. Làm thẻ ngân hàng, dạ. Làm thẻ ngân hàng để đi rút tiền đi được. Tiền, dạ. Tại vì bà ổng chắc quen cái bà đó thì cái chắc gửi trong tài khoản cái bà đó gì mình không biết. Thôi nhưng mà dù sao đi có hứa thì mình cũng nói chung là an tâm rồi. Đó là cái phần tiền lớn, rất lớn đối với cô Chính. Thì cái hôm qua đi nghe bất ngờ, rửa cái bất ngờ chủ số 30 triệu cũng bất ngờ. Cũng nửa mừng, cũng hơi nửa khóc á. Về nhà ngủ cũng hơi thập thò nghĩ sao mà nghe được 30 triệu. Chắc đêm hai tối nay chắc cô hết ngủ rồi. Đâu có ngủ nghe gì, hỏi tới năm thằng bốn thằng này đạp, năm thằng này đạp cũng đủ ngủ rồi. Tới 2-3 giờ khuya mới nhắm được chút vậy thôi rồi đó. Chị hàng kim khá hơi sức khỏe không được mạnh luôn, tại vì nó yếu, tại vì đồ hôm ngủ không được, phải nhờ đồ hôm ngủ được á mình cũng đỡ. Thì khi tới 2 giờ hoặc là 3 giờ tới giấc đó biết ngủ được, nhắm mắt được. Có hôm qua có ngọ đi ca nó nói ủa nhà người ta cấp cho hay có bổ sung vô, trời ơi mẹ con có tiền ăn có tiền đâu bổ sung vô. Nó ủa sao bổ sung con ta cất nhà đẹp á, trời cho có lòng ta cất nhà cho đẹp vậy chứ mẹ con nghĩ trong lòng mình con không được tới 2 triệu bạc lấy đâu mà đã bổ sung vô. Là những người ở sớm lại hỏi cô vậy ha. Hỏi có bổ sung vô thêm không mà sao nhà ta cắt sang trang quá vậy. Nó trời nó coi mẹ ơi con có tiền đâu mà bổ sung. Thì cái rồi yêu cầu có nhà ở thì mấy chú nó có thương tình cất nhà cho đẹp thì cất đi nhà sao tôi ở vậy ra tôi không có đòi hỏi đâu. Nói vậy chứ không có ý kiến hỏi gì ta bổ sung làm cho nhà đẹp sao. Bổ sung là sao con đâu hiểu đâu. Cũng như là thêm tiền cho thợ này làm nhà đẹp. Trời đất ơi nhà có tiền không có ăn đâu, nó ở đâu mà thêm tiền gì nữa. Nó thôi tại người ta có lòng tất cả cái nhà cho rồi kệ. Nhà cỡ nào mình cũng ráng ở chứ đâu có dám chê. Tại mình có xuất ra đồng tiền nào đâu mà chê khe. Nó nói không, nhà rất đẹp rồi thì thấy vừa dài mà vừa rộng nữa. Nói ủa vậy hả, anh chúng bà chê nó nhà không có đẹp chứ. Nó không có. Cái bà này sáng này bà nói ủa cái nhà cũng dài dữ mà vừa dài mà vừa rộng đó, bà có bổ sung vô thêm. Nói thằng má coi tôi có bán cái thằng tôi còn ai mua đó, má coi tôi có tiền đâu bổ sung vô. Nó hỏi sao ta có cái dài vậy, vậy bình thường tôi thấy nhà vắng vắng mà thôi, cái đó chuyện tôi cũng không biết nữa, để hỏi mấy chú đó coi đi chứ tôi không có biết. Nó tưởng nó bà có tiền bổ sung tờ đó coi, bà thấy tôi làm sao đọc tôi còn thiếu nợ năm triệu mà chưa có trả được cái tiền đó bổ sung vô vậy. Bổ sung đó là cái cô đó nói chắc cũng như là bên từ thiện cho với cái giá quy định là bao nhiêu thì mình bổ sung, muốn đẹp thêm á thì mình sẽ bổ sung vô. Đó là cái chỉ nhà nước thôi. Nhà nước đã đang cấp cho cái nhà mỗi một hộ gì trị giá 40 triệu. Mình muốn đẹp thì bổ sung vô. Chắc là bà có nghĩ như vậy á, bà mới hỏi mình vậy. Ở đây thì cô chú mạnh thường quân trong và ngoài nước đó là chung tay lại để mà giúp cho cô có cái căn nhà các bà cháu nè ấm áp hơn. Chứ cũng không có cần cô hiện giờ thì tiền ăn còn chưa có mỗi ngày nữa, lo cho các bé nữa nè.
rồi có đâu mà phải hùng vô bổ sung vô. Dạ. Chứ bệnh không có tiền đi bệnh khám, không có tiền để khám nữa, không có tiền đâu để đối ứng vô. Vậy mà nói bả hỏi mình bất ngờ thiệt cái. Dạ. Sáng sớm mình tự nhiên bả lót cái đồ ra bả hỏi chị bất ngờ trường hưởng rồi đó. Bỏ suốt là sao chứ về chính chị nói bỏ có tiền đắp vô thế trời đó coi đắp vậy rồi đó coi mấy chú này đâu có chịu cái kiểu đó người ta có khả năng ta cấp cho bà rồi bà lấy tiền đắp vô người ta nói mình đến coi rẻ anh ta đó bà cần đừng xuống tập vậy ở tôi mua nước cho mấy thợ uống bà mấy ổng nó còn la tôi kìa hai ly nước nó coi như có 15 ngàn à ba ly nước nó có 15 ngàn à. Thì cái người ta còn la tôi thì ở đó mà bỏ xuống vô vài chục triệu cái bán của bạn tôi không có được tiền đó nữa nó tiện đâu bà bổ sung vô thêm tiền để cho làm cho nhà đẹp thôi từng tuổi này rồi hết ham đẹp rồi yêu cầu coi nhà có che nắng che mưa đừng có bị mưa tạt gió lùa đang ban đêm hôm cháu tôi ngủ không được đâu được rồi chứ. Ê đi đâu nó vậy đó, thế mệt hơn. Hôm qua thì cái căn nhà nó cũng chưa có tương tất, cũng như chưa hoàn thành. Yeah. À, hôm nay á, là các anh thợ cũng xây cái mặt dựng ở phía trước lên rồi nè. Thì anh Hải La Phong, khi mà đi La Phong xong, cái mặt dựng phía trước xong là cô ở bên ngoài nhìn vô như nhà tường luôn á. Dạ. Dán gạch là từ dưới lên tới trên luôn á. Dạ, hồi sáng có thằng nó đứng dòm dòm với thằng nhỏ thanh niên đó, thấy không? Yeah. Chắc đó nó nói, ủa gì nhà này... Vì cất hay là gì nó không có đâu. Mấy chú bên nhà hảo tâm từ thiện ta cất cho gì hết đó. Chị là ngon hơn con rồi nhà con đứt te tua trơn rồi. Nó tại vì mày còn sức lao động, mày thanh niên, mày còn sức lao động người ta đâu có giúp cho mày. Còn ta mày thấy không, bệnh hoạn thì mày đi lên đi xuống bệnh viện vài đó. Rồi còn thêm 5 đứa cháu nhỏ nhỏ nữa. Cái thợ vậy hả? Cái này nó đứng nói chuyện cái thợ mà cũng hơi lâu lâu à. Nó mới về. Vậy là mấy người hàng xóm cũng lại chúc mừng sổ ốc có chính ha. Dạ. Cũng mừng cho có nhà ở. Dạ. Chứ mỗi lần thấy vậy đó bà mấy bà nó trời đất ơi không biết chừng nào mày có nhà mà. Mưa vậy sợ không? Nó sợ chứ chẳng sợ bà. Chứ mưa gì ban ngày thì còn dễ chứ bận mưa đêm là khó lắm đó. Thì tháng này ông trời mưa giờ nào mình đâu có biết được. Có cảnh bữa đó mưa nửa đêm có khoảng là 10 giờ. Chú ơi, chú thấy cảnh tôi là chú ngồi khóc rồi nè. Ừ, sao bà cháu ngồi núp nó nhà đó vậy chứ rất lớn ta ngủ rồi. Nó có dám kêu cửa. Sao bà cháu nắm tay nhau ngồi núp vậy cái lấy cái mền đắp vào giò cho cháu vậy chứ. Bị lạnh đó. Rồi thấy dòm lại thấy cháu bắt đầu ngồi. Tự nhiên ngồi khóc vậy chứ không có gì nữa chị trơn rồi. Bữa nay muốn khóc nữa rồi. Thì cái sáng cái thằng này nè nó ngứa miệng qua bển nói. Rồi hôm con ngủ hàng ba của mà Út. Sao mà ngoại kêu cửa nói. Ngoài nó không dám kêu. Ê! Thôi, nên. Thôi, bây giờ như thế này nè. Không khóc nữa. Gần có nhà mới rồi. Nhớ lại cái chuyện quá khứ mà tự nhiên khóc hoài. Mà có lại cái ngôi nhà này, nước mắt này là nước mắt vừa hạnh phúc và tuổi phận hồi lúc trước nữa. Nói chung là cũng chúc mừng cho cô Chính đã có được ngôi nhà. Phải nói các anh em của con cũng hỗ trợ nhiều ngôi nhà. Nhưng mà mỗi mẫu nhà nó đều khác nhau hết á. Nữ là mỗi cái nó đều có vẻ đẹp riêng và tùy vào cái không gian mà mình sẽ có một cái ngôi nhà nó sẽ cách nó phù hợp hơn. Đó. Thì thông tin với cô bác quý anh chị là cũng có chú Kevin Trần ở Mỹ hỗ trợ mua nội thất như mua giường. Tuy nhiên cũng có mấy cô chú anh chị đòi hỗ trợ mua nệm mua này kia. Bây giờ như thế này cô bác anh chị, buổi hồi nhận thấy là nhà cô Chính còn được hai cái giường cây. Và hai giường cây này cứng cáp lắm. Nên là nở cái giường mà bằng sắt á là nó không bằng giường này đâu. Đúng rồi. Giường này cáp trứng cáp nên thông tin với cô chú là cái giường này giữ lại chỉ mua niệm với gói thôi cho các bé sau khi có nhà mới thôi. Anh một đồng thế thì sao? Đúng rồi, cái giường cây này là nó cứng hơn cái giường sắt nhưng mà luôn. Trước khi dọn vô nhà mới thì cô nhờ ai đó chị gì đó hôm trước chắc cái mô mình thằng cáo này dạ rửa cái giường cho sạch giùm con, rửa trà đồ xối nước đồ rửa sạch nước đồ rửa cho sạch cho rồi đem vô nhà mới. Nha. Rồi có mấy anh thợ đồ phụ đem vô tiếp. Dạ. Ha. Rồi không khóc nữa, khóc hoài làm tụi con muốn khóc theo luôn giờ. Dạ, tại vì nghĩ tuổi rồi mưa tạt á rồi thấy cáo nó cả trò con mình. Bây giờ còn nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi. Dạ. Hết thì không khóc nữa. Dạ. Cái đâm đúc nghỉ nửa đêm nhớ tới cảnh đó tội nghiệp mấy đứa dòm lại thấy nó ngáo vậy nó nằm trò co giờ. Có nghĩa là cố kể cái cảnh mà mấy bé nó ngồi co mà nắm tay nhau mà cái chân đó để ra ngoài vừa bị lạnh vừa bị muỗi thành nữ lấy cái
cái mền đắp lại cái chân mà ngồi ở hàng ba của nhà cô kế bên, nhớ lại cái cảnh đó nó tuổi thành nữ là ở chỉ ở khi trong cái hoàn cảnh khó khăn này mình mới thấu hiểu được cái sự khó khăn. Và đối với những cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như vậy thì có được ngôi nhà mới là cả một vấn đề, cả một ước mơ và cả một đời, đôi khi cô chính cũng không nghĩ tới. Có được cái đó nó quý lắm. Cái quý nhất là khi người ta không có mà mình có được thì rất là quý. Cho những người cần đó, quý lắm. Giống như anh 12 cũng có nói như vậy. Và các anh em cũng cảm nhận như vậy. Đối với chắc có lẽ là đối với những cô chú anh chị mà có điều kiện á, thì ngôi nhà thì nó cần phải hơn ở thời điểm hiện tại nữa. Tuy nhiên tiền cô chú quý anh chị mà anh Quân ủng hộ đến đâu á thì anh em cất đến đó. Và nói thật với cô bác quý anh chị, đến thời điểm hiện tại là Bùi Hồ là đóng La Phong vì thấy La Phong nó rất cần thiết cho ngôi nhà to như thế này. Cũng chưa có thống kê lại số tiền mà cũng biết là khoảng 100 triệu hơn gì thôi. Nhưng mà chưa có số tiền, nhưng Bùi Hồ quyết định là hả cứ đóng La Phong cho cô, ngôi nhà đẹp hơn. La Phong anh Hải đã lãnh đóng nguyên trọn cả ngôi nhà 8 triệu bạc. Đó thì thông tin cô bác anh chị, ai cũng muốn làm đẹp, cũng muốn làm sang và cũng muốn cho nó hoàn thiện nhất có thể. Tuy nhiên dựa vào số tiền Mạnh Thường Quân nè, thì cũng không gian mà mình thiết kế ngôi nhà cho nó phù hợp. Cô chú anh chị góp ý thì các em cũng luôn đọc những cái comment hết á, luôn quan tâm và luôn nghe các cô chú anh chị góp ý, và cái nào thấy hay thì các em cũng phải sửa. Như ví dụ như ngôi nhà này so với ngôi nhà của cô Út đằng kia thì chỉ có là ngôi nhà 4 cửa sổ, ngôi nhà của cô Út ngắn hơn mà tới 16 cửa sổ đó, là nữ mỗi ngôi nhà khác nhau. Thôi cố gắng cho các bé ăn cơm, không khóc nữa. Khóc nữa là bệnh thêm á. Chúc mừng cô đã chuẩn bị có thêm số tiền khổng lồ. Dạ anh Hải cũng đóng gần xong luôn rồi kìa. Dạ thôi cô giữ gìn sức khỏe ha. Cũng còn vài miếng nữa thôi là anh Hải đóng xong nè cô bác quý anh chị. Chắc cũng vài miếng nữa là xong luôn. Cái vặn ngoài trước trống trống đó là chừng đến hợp xây lên đến đó là dán gạch đến đó, cô bác anh chị cứ yên tâm. Ngôi nhà này nó cũng hoàn hảo lắm. Còn khoảng nửa tiếng nữa không anh Hải? Dạ. Cái La Phong khá là đẹp ha, cũng hoàn thành xong hết anh Hải hả? Dạ. Cũng coi như là gần một ngày luôn chứ hả? Gần ngày á. Dạ. Cũng cực. Hồi sáng cái tay sao nãy giờ em chưa hỏi hết á. Quẹt vô tôm. Anh gạch xuống hả? Dạ. Cái tay nó cột xuống nó dắt tôm. Trời ơi. Nó sâu dữ không? Cũng sâu. Nghe kể mà sợ quá. Sáng trời tưởng đất là không được luôn chứ. Dạ. Làm cái nghề này nó phải cẩn thận mới được. Dạ. Sơ sức như là nó nguy hiểm. Có chích ngừa không? Không anh, nó cũng không đến nỗi. Bằng cái ngành dán vô anh? Có hết rồi, tại chưa xong cái rửa. Dán bằng gì vậy? Bằng keo. Cái này bác sĩ mới thu anh luôn á. Bằng keo với lại thuốc hút đúng không? Bây giờ thì anh Hải cũng đã xong hết La Phong của bác anh chị. Chỉ còn chờ em quấn đi cái đường điện nữa là xong. Dạ. Chiều nay về luôn anh Hải. Chiều về luôn. Dạ. Nói chung là cũng cảm ơn anh rất là nhiều ha. Đóng cũng khá là vất vả. Cũng gần cả một ngày mới xong. Chiều nay anh về lại An Giang rồi. Quê của anh Hải ở An Giang á. Hôm trước là anh nhận em là cái công La Phong là tổng cộng là 8 triệu đúng không? Dạ, 8 triệu. Em gửi cho anh hết 5 triệu rồi. Em đưa anh thêm 3 triệu nữa ha. Dạ. 1 triệu em gửi cho anh. 2 triệu. 3 triệu. Dạ. Thì cũng thay mặt quý Mạnh Thường Quân á, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh có nhiều sức khỏe, về nhà giữ gìn sức khỏe, nhận được nhiều cái công trình. Dạ. Để mà càng ngày càng phát triển hơn. Nói chung anh Hải đúng là không hay lắm. Cũng hai mấy năm mà cô bác với anh chị. Anh Hải có muốn nói lời nào không? Dạ. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân giúp được cô Chính được cái nhà này quá im. Dạ. Dạ. Có những cô chú nói anh Hải vui vẻ quá. Đúng rồi, anh Hải rất vui tính luôn. Thành nữ là Quân một lần nữa chúc anh cùng với gia đình luôn có sức khỏe dồi dào ha. Dạ, dạ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, nhận được càng ngày càng nhiều công trình. Và thời gian tới thì chắc có lẽ là ngôi nhà nào cũng phải cố gắng đóng La Phong. Những ngôi nhà to như thế này La Phong nó không những đẹp mà nó còn cách nhiệt được nữa. Cách nhiệt mát. Mát nữa. Thì cảm ơn anh rất là nhiều. Thôi chắc có lẽ là đến đây thì các anh em cũng sẽ kết thúc video clip buổi sáng này tại đây cô bác anh chị. Chiều nay thì anh Hợp cũng đổ những cái cây đàn rồi tô lại, các anh em cũng sẽ cập nhật tình hình cho cô bác anh chị biết luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ha.